chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh nhà đẹp Apollo Việt. Trong số này, Ngân Hà xin giới thiệu đến quý vị top 5 mẫu biệt thự vườn mái Thái 2 tầng với không gian sống cực kỳ ấn tượng, được khách hàng đánh giá cao và lựa chọn thiết kế nhiều nhất trong bộ sưu tập mẫu nhà đẹp của Apollo Việt. Trước tiên, quý vị hãy nhấn nút like, đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ công trình nhà đẹp nào mà chúng tôi chia sẻ nhé. Công trình mái Thái sân vườn đầu tiên mà Ngân Hà muốn giới thiệu đến quý vị đó chính là mẫu thiết kế nhà 2 tầng mái Thái của gia đình chú Đức tại thị trấn Cao Bằng trên diện tích xây dựng là 9m x 12m. Thưa quý vị, ngoại thất công trình được kiến trúc sư Apollo Việt lựa chọn toàn bộ là tông màu trắng chủ đạo kết hợp cùng sắc đỏ tươi tắn của hệ mái Thái gợi lên sự nhẹ nhàng, tinh tế, khéo léo kết hợp với các chi tiết trang trí như hệ cửa, lan can sắt mỹ thuật nhằm tôn lên các đặc trưng của kiến trúc tân cổ điển, mang đến nét cuốn hút cho kiến trúc của mẫu biệt thự mái Thái này. Việc sắp xếp các mảng khối khỏe khoắn, vuông vức cùng những đường nét trang trí chi tiết uyển chuyển đã giúp cho công trình trở nên kiều diễm và hoàn hảo hơn rất nhiều. Ngôi biệt thự được thiết kế với khuôn viên sân vườn rộng rãi, kiến tạo nên không gian sống xanh cho cả gia đình có nơi nghỉ ngơi thư giãn. Ngôi nhà được bố trí công năng phù hợp gồm có tầng 1 bao gồm phòng khách, phòng tập, bếp và ăn cùng khu thông tầng. Tầng 2 bao gồm 2 phòng ngủ cùng phòng thờ. Mẫu biệt thự mái Thái 2 tầng tiếp theo xin được bật mí cho quý vị, đó là công trình nhà đẹp của chủ đầu tư chú Biên tại Mỹ Hào, Hưng Yên. Thưa quý vị, thiết kế biệt thự 2 tầng đẹp nhà chú Biên với hệ thống mái Thái là loại hình kiến trúc lý tưởng cho biệt thự mang phong cách tân cổ điển. Những cung vòm cân đối, những đường nét mềm mại, phào chỉ, phù điêu được cách tân tạo nét đẹp thanh thoát, khác biệt so với các công trình xung quanh. Các hệ cửa chính và cửa sổ của mẫu biệt thự vườn được sử dụng đồng gan màu trắng chủ đạo của công trình. Hệ thống cửa sổ được bố trí xung quanh ngôi nhà, giúp mang tới nguồn sáng tự nhiên và độ thông thoáng vào phòng. Mặt tiền của căn biệt thự được nhấn nhá với những chi tiết hoa văn độc đáo. Bên hông nhà, hai cột trụ giả được nối thông từ chân tường từ tầng 1 lên đến áp mái kép tầng 2, tôn lên vẻ sang trọng, hiện đại và đẳng cấp cho biệt thự. Song hành với kiến trúc ngoại thất sang trọng, công năng bên trong cũng được bố trí tiện nghi gồm có tầng 1 bao gồm phòng khách, một phòng ngủ, bếp cộng ăn, một phòng vệ sinh chung. Tầng 2 bao gồm hai phòng ngủ khép kín, một nhà vệ sinh chung, một phòng sinh hoạt chung và một phòng thờ. Thưa quý vị, tạm rời xa thành phố Hưng Yên, mời quý vị cùng Apollo Việt ghé thăm một công trình biệt thự mái Thái 2 tầng với thiết kế sân vườn xanh mát tại Nghĩa Lộ, Yên Bái của chủ đầu tư anh Bùi Đức Mịch. Tọa lạc trên một mảnh đất hơn 500m, ngôi nhà của anh Mịch được chúng tôi tối ưu diện tích, sử dụng một cách hiệu quả. Đối với không gian sống lý tưởng phải hội tụ đầy đủ các yếu tố gồm có không gian kiến trúc ấn tượng, thiết kế nội thất độc đáo, bố trí công năng khoa học, kết cấu sân vườn bền vững. Đây chính là những đặc điểm mà ngôi nhà anh Mịch sở hữu. May mắn sở hữu một mảnh đất lớn, công trình được tận dụng phô diễn với vẻ đẹp hai mặt tiền bề thế. Cả hai mặt đều được chúng tôi chú trọng đến từng chi tiết, tìm cách bố trí làm sao trông hài hòa và thẩm mỹ nhất. Có thể nhận thấy các khoảng thò ra thụt vào của hệ sảnh, hệ ban công, hệ mái đã làm cho ngôi nhà mái Thái 2 tầng, mặt tiền trở nên tự nhiên, sinh động và độc đáo hơn rất nhiều. Ngoài phương án thiết kế kiến trúc, cách bố trí mặt bằng bên trong ngôi nhà cũng được chủ đầu tư hết sức hài lòng. Với diện tích một sàn là 178m², bố trí các tầng gồm có tầng 1 bao gồm phòng khách, phòng ngủ master, phòng bếp ăn, phòng vệ sinh, tầng 2 gồm 2 phòng ngủ master, khu sinh hoạt chung, phòng thờ và sân chơi. Nằm trong top 5 mẫu biệt thự mái Thái sang trọng, đó là mẫu biệt thự mái Thái 3 tầng, tân cổ điển của gia đình nhà cô Lan tại Hải Dương, trên diện tích xây dựng 12,6m x 73,8m. Thưa quý vị, mẫu nhà đẹp này sở hữu màu sơn trắng làm chủ đạo, kết hợp với màu đen của hệ mái Thái. Hai gam màu đối lập nhau khi hòa quyện với nhau, mang tới sự sang trọng mà cũng không kém phần thanh nhã. Ngôi biệt thự được thiết kế với hai sảnh chính phủ, giúp cho không gian nội thất bên trong luôn thoáng và sáng, nhờ có ánh sáng tự nhiên và hệ gió thoáng vào nhà. Hệ thống trụ cột vuông tròn kết hợp xung quanh ngôi nhà cùng với các đường phào chỉ, hoa văn đã giúp cho công trình trở nên mềm mại, uyển chuyển, đúng với phong cách kiến trúc tân cổ điển hướng tới. Hệ thống cửa sổ và cửa đại được sử dụng kính dán an toàn hai lớp khung gỗ sơn trắng, đồng màu với màu chủ đạo, khiến cho ngôi nhà có không gian kết nối với bên ngoài. Hệ thống sân vườn bao quanh ngôi nhà với khuôn viên rộng rãi và các loại cây cảnh được bố trí đan xen hài hòa, giúp công trình trở nên đẹp hơn. Công năng các tầng gồm có
Tầng 1 bao gồm phòng khách, bếp ăn, phòng ngủ. Tầng 2 gồm phòng ngủ master, sinh hoạt chung cùng phòng ngủ vừa. Tầng 3 gồm phòng thờ, hai phòng ngủ cùng sân phơi. Thưa quý vị, để khép lại top 5 mẫu biệt thự vườn mái Thái đẹp, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị mẫu thiết kế biệt thự vườn mái Thái 2 tầng của gia đình anh Tạ Văn Quảng tại Hưng Yên với diện tích xây dựng 9,9m x 11,45m. Thưa quý vị, công trình biệt thự 2 tầng mái Thái do kiến trúc sư thiết kế cho gia đình anh Quảng mang tính thẩm mỹ cao và được chú trọng chi tiết từ những mảng kiến trúc đến nội thất. Chủ nhà khi nhận các phương án cũng hết sức hài lòng về cách bố trí công năng, sắp xếp đồ dùng nội thất bên trong ngôi nhà. Nét đẹp tân cổ điển được phô diễn qua những đường nét mềm mại, các đường phào chỉ, các ô cửa sổ hình bán nguyệt khiến cho người nhìn cảm nhận được sự dịu dàng, uyển chuyển của ngôi nhà. Bên cạnh đó, các vật liệu xây dựng hiện đại cũng góp phần làm nên tính thẩm mỹ cao, sự thanh lịch hiện đại cho không gian nội ngoại thất. Lựa chọn hệ mái Thái cho mẫu biệt thự đẹp 2 tầng khiến cho tổng thể của ngôi nhà trở nên bề thế, cao lớn hơn. Bên cạnh đó, mái thiết kế theo cách lớp chồng lớp giúp cho ngôi nhà thêm quy mô hơn. Mái Thái là loại mái có độ dốc vừa phải, đề cao sự đơn giản, tiện lợi, phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam nhờ khả năng chống nóng, tản nhiệt, thoát nước tốt. Một đặc điểm lớn nhất thu hút được nhiều người quan tâm đó chính là khoảng sân vườn rộng, kết cấu vuông vắn, bền bỉ và chịu lực từ bê tông cốt thép. Vì thế, gia chủ hoàn toàn yên tâm về tuổi thọ cũng như độ bền của công trình. Gia chủ bố trí rất nhiều cây xanh và tiểu cảnh đẹp, không che lấp đi vẻ đẹp sang chảnh của mẫu biệt thự đẹp mà còn mang đến một không gian sống, sinh hoạt và thư giãn đầy lý tưởng. Một ngôi nhà đẹp với kết cấu an toàn, vững chãi, không gian ngoại thất với hệ thống sân vườn mở, rộng rãi, gần gũi với thiên nhiên, không chỉ anh Quảng mà còn là ước mơ của biết bao chủ đầu tư khác. Công trình nhà anh Quảng có diện tích với chiều dài là 11,45m và chiều rộng 9,9m. Bố trí mặt bằng công năng nhà mái Thái 2 tầng gồm có tầng 1 bao gồm phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp và nhà vệ sinh chung. Tầng 2 gồm 2 phòng ngủ thường, phòng thờ, 1 phòng ngủ khép kín và nhà vệ sinh. Thưa quý vị, vừa rồi Ngân Hà đã chia sẻ đến quý vị top 5 mẫu biệt thự vườn mái Thái được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Quý vị đừng quên like và đăng ký kênh Nhà đẹp Apollo Việt để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi, liên tục cập nhật những thông tin với các công trình mới nhất và độc đáo nhất. Một lần nữa, Apollo Việt xin kính chúc quý vị sức khỏe và thành công. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.